Bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì kênh mua bán xe cũ có một chiếc xe 7 chỗ gầm cao máy dầu. Với mẫu xe em đang cập nhật, anh chị và các bạn cùng tham khảo thông tin là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Xe sản xuất là năm 2021 và là phiên bản form cũ. Đăng ký tên tư nhân biển tỉnh, ngoại thất trắng, nội thất ghế 2 màu. Với bản này thì nó sử dụng vẫn là khối động cơ cũ, chưa được trang bị máy Smart Trim. Các tính năng tiện nghi của chiếc xe thì em cũng sẽ quay đầy đủ rõ ràng chi tiết từng phần. Đầu tiên là dàn lốp vẫn là liền đời theo xe. Sơn xi ngoại thất của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp, có trang bị gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Rồi là những cái phần mạ chrome ở phần thân xe, tay mở cửa hay là những phần chân kính. Đuôi xe thì nó sẽ được trang bị cho anh chị và các bạn như là cụm đèn hậu dạng LED, rồi là những cái tính năng an toàn cảm biến cam lùi. Tiện nghi thì nó sẽ có cốp điện. Và cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe này thì nó cũng rất là linh hoạt và rộng rãi, khi mà mình không sử dụng đến hàng ghế thứ 3 và hàng ghế thứ 2, mình có thể gập phẳng để mình có một cái không gian chứa đồ rộng rãi hơn. Các đường nét về keo chỉ đinh tán thì em quay sơ qua để anh chị và các bạn có thể ngắm và đánh giá được là xem cái phần đuôi cốp này có bị tháo ra để sửa chữa không. Ba chủ thì đã lên cho chiếc xe như là hệ thống cam hành trình trước sau rồi. Dán kính, thảm sàn và chất lượng ghế ngồi của chiếc xe sau cái thời gian sử dụng. Mình có thể nhìn qua các đường led đây để mình có thể cảm nhận rõ về xe chở nhiều, chở ít anh chị nhé. Đây là những cái phần lưng ghế này, thảm lót này. Đồ nghề kích lốp vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn. Nó có trang bị cho anh chị và các bạn như chức năng cập điện hàng ghế thứ hai này, có cửa gió điều hòa hai bên, núm điều chỉnh gió, rồi là một tẩu sạc. Tiếp tới về không gian khoang lái của chiếc xe cũng như là khoang hành khách thì em cũng sẽ quay đầy đủ cho anh chị và các bạn cùng ngắm qua. Đầu tiên thì là phần cánh cửa ở phần khoang hành khách. Với các phím chức năng thì nó sẽ có lên xuống kính, hệ thống loa giải trí này, rèm che chắn nắng. Đấy, những cái chi tiết anh chị và các bạn có thể cùng theo dõi. Nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao anh chị nhé. Ốc bản lề. Những cái điểm để đánh chất lượng của chiếc xe thì em cũng quay rõ ràng từng phần để anh chị và các bạn có thể tiện theo dõi. Trong video thì nó cũng có thể là có cái sự lặp lại ở nhiều video nó giống nhau. Các chi tiết này nó mới phản ánh rõ cho anh chị và các bạn được về tình trạng của chiếc xe, nên em luôn cập nhật những cái phần này cho anh chị và các bạn tham khảo. Chân xe thì nó sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh cũng như là cái cửa gió điều hòa trung tâm. Đấy, những các phím bấm chức năng của chiếc xe thì nó được thiết kế bố cục rất là gọn gàng. Ở cái phần cánh cửa thì mình có thể nhìn qua từ những phần hệ thống cột kèo, gioăng cao su và những phần má ghế và nòng ghế của chiếc xe anh chị và các bạn cùng theo dõi. Tem mác của chiếc xe thì em cũng quay luôn, năm sản xuất là 2021, xuất xứ là Việt Nam. Và đây là những phần ghế ngồi của trên xe anh chị này. Có hai tông màu, ghế ngồi chỉnh điện. Rồi là những cái phím bấm chức năng như là lên xuống kính chỉnh gương, gập gương. Và xe có trang bị cho anh chị và các bạn như là chức năng nhớ ghế hai vị trí. Trong đây thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn như là vô lăng tích hợp này, có hệ thống cảnh báo vượt trên gương, rồi chống chân trượt, rồi những cái phần như là lẫy chuyển số thể thao và cụm đồng hồ hiển thị thông tin số km chiếc xe đã lăn bánh trên đường. Màn hình giải trí được trang bị là màn hình nồi anh chị nhé. Rồi xe thì cũng được trang bị thêm cho anh chị và các bạn chức năng như là mát ghế, sấy vô lăng, sạc không dây, phanh tay điện tử, hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc được trang bị đầy đủ để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể là di chuyển an toàn. Đấy, tổng thể về không gian khoang lái của chiếc xe thì em cũng đã quay đầy đủ các chi tiết cho anh chị và các bạn rồi. Bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe. Với khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng khối động cơ là máy dầu 2.2. Cùng với dẫn động hai cầu nên chiếc xe nó có thể là vượt mọi cái địa hình khó khăn một cách dễ dàng. Mẫu này thì thường được những anh chị và các bạn di chuyển nhiều ở các cung đường khó thì mình lựa chọn chiếc xe này, nó rất là phù hợp. So với phiên bản form mới thì chiếc xe này nó khá là tiết kiệm anh chị ạ.
sản xuất năm 2021 mà cái tầm tiền của chiếc xe này bây giờ nó chỉ còn 935 triệu thôi. Giá này thì em vẫn còn thương lượng và có hỗ trợ sang tên, check test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.